Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàn Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8 tháng 3 năm 1910, ngày 8 tháng 3 năm 2022 và 1982 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phát động phong trào thi đua năm 2022 với chương trình Mẹ đỡ đầu. Tại buổi lễ, các đại biểu và hội viên phụ nữ quận đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 tự hào về những đóng góp tích cực của các cấp hội phụ nữ trong công tác an sinh xã hội, xây dựng và phát triển địa phương ngày càng giàu mạnh văn minh. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hội viên phụ nữ quận sẵn sàng có mặt hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và tham gia tích cực cung ứng thực phẩm cho người dân. Trong sự kiện ý nghĩa này, hội phụ nữ quận đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chương trình nhân văn mẹ đỡ đầu, dựng chăm sóc, hỗ trợ cho 11 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí mỗi năm 6 triệu đồng một em trong giai đoạn 2022-2026. Tuyên dương và khen thưởng cho 5 tập thể cá nhân có công trình thi đua thiết thực, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, chào 4 thùng thu gom phân loại rác thải, bảo vệ môi trường cho hai trường trung học cơ sở Huỳnh Bá Chánh và trung học cơ sở Lê Lợi.